Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, giá xăng dầu có kỳ điều chỉnh mới. Theo đó, mỗi lít xăng tăng từ 249 đồng đến 416 đồng, trong khi đó giá dầu diesel giảm 549 đồng một lít. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Giá xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng lên 22.614 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 416 đồng, có mức giá mới là 23.929 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 549 đồng một lít, xuống mức 21.940 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 448 đồng một lít, còn 22.305 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 373 đồng 1 kg, còn 16.240 đồng 1 kg. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới trong 10 ngày qua tăng giảm đan xen, dù chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, Mỹ tăng sản lượng nguồn cung dầu. Chiều nay, tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức hội thảo khoa học Trường Đảng miền Nam – Hành trình khát vọng. Hội thảo đã tiếp nhận hơn 50 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, giúp có thêm cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, giá trị lịch sử và thời đại của Trường Đảng miền Nam trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hội thảo cũng khẳng định sự cần thiết về xây dựng khu lưu niệm lịch sử Trường Đảng miền Nam tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đảm bảo xứng tầm với những giá trị tầm vóc của ngôi trường đảng chính quy đầu tiên của Trung ương ở Nam Bộ, một địa chỉ đỏ là nơi về nguồn ý nghĩa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên các trường chính trị cả nước nghiên cứu thực tế, tìm hiểu về lịch sử truyền thống trường đảng. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 và Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 2023. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu, kết nối các làng nghề với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm nhằm thúc đẩy giao thương, góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Festival Làng nghề Việt được tổ chức và mang tầm quốc tế, có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó là tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề giữa Việt Nam và các nước tham dự như Lào, Indonesia, Thái Lan, Nga. Với quy mô 300 gian hàng, hội chợ trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên đến với các bạn bè quốc tế. Festival được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 với các sự kiện, lễ vinh danh các nghệ nhân, thợ giỏi, hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP tại Hoàng Thành Thăng Long, số 19C, Hoàng Diệu, Hà Nội. Xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng quân đội tinh, gọn mạnh, tiến lên hiện đại. Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số đến năm 2025, định hướng năm 2030, với các nội dung cụ thể từng bước đưa các hoạt động của Bộ Quốc phòng lên không gian số, hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, có tính kết nối cao trong toàn quân. Trong đó, Tổng cục Hậu cần là đơn vị đầu tiên làm điểm về chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội. Đây là phòng điều hành chuyển đổi số của Cục Xăng dầu. Các phần mềm quản lý xăng dầu, phương tiện kỹ thuật khí tài trong toàn quân được triển khai đồng bộ chính xác. Toàn bộ dữ liệu được cán bộ thực hiện bài bản trên hệ thống máy tính chủ, máy khách được phân cấp phân quyền và giải pháp bảo mật chặt chẽ trên đường truyền, hệ thống camera thông minh, giám sát an ninh an toàn, qua đó giúp chỉ huy các đơn vị có phương án xử lý kịp thời hiệu quả. Xây dựng trên cái nền tảng .net thì đã đáp ứng được quản lý toàn diện các mặt công tác của ngành xăng dầu, từ tạo nguồn đến phân bổ hạn mức và cấp phát quản lý sử dụng và thanh quyết toán sử dụng xăng dầu, báo cáo Liên Bộ Quốc phòng kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả chính xác. Trong năm 2022, ba cục quân y, doanh trại, xăng dầu và bệnh viện quân y 354 làm trước để rút kinh nghiệm. Năm 2023, hai cục quân nhu vận tải và hai đơn vị doanh nghiệp, công ty cổ phần X20, tổng công ty 28 thực hiện làm điểm chuyển đổi số. Những kết quả bước đầu về chuyển đổi số năm 2022 đã khẳng định trí tuệ tập thể, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần các cấp trong việc nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng các sản phẩm chuyển đổi số, đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Tập trung đầu tư hoàn thiện về hệ thống hạ tầng và các trang thiết bị để bảo đảm đồng bộ giữa các ngành, trong đó bảo đảm tính liên thông, kết nối, chia sẻ được các cơ sở dữ liệu, kể cả các
phần mềm chuyên ngành cũng như là các cái phần mềm dùng chung trong Bộ Quốc phòng và trong ngành hậu cần toàn quân. Chuyển đổi số càng được đẩy mạnh thì việc bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin càng phải được chú trọng, tập trung hơn và được xác định là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ gắn liền, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh an toàn trong các hoạt động của toàn quân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.